Vâng, lại xin chào toàn thể các bác chuyên nghiệp nuôi ong và các bác mới tập nuôi ong ạ. Hôm nay thì bên cơ sở em về rất chi là nhiều cái vật tư nuôi con ong lội. Thì hôm qua cái video này em cũng xin giới thiệu một số vật tư để các bác cùng tham khảo nhé. Đây ạ, đây là cái số vật tư nuôi con ong lội bên em. Bình khói cầu và phấn hoa, đặc biệt em sẽ giới thiệu cái phấn hoa bên em cho các bác cùng xem. Phấn hoa bên em là loại phấn cỏ kim nha các bác nhé, rất chi là thơm. Và đây là cái loại đã sàng. Thì bên em còn có cả cái loại chưa sàng nữa. Các bác nào mà cần cái loại nào thì cứ alo đến cái số điện thoại em để bên dưới cái tiêu đề đấy ạ. Và chân tầng các bác nhé. Chân tầng thì cứ nhiều bác là cứ phàn nàn bảo là đắt hơn 500 mới lại sao đắt thế, thì em cũng cho các bác xem hai loại luôn như thế này. Đây thì hôm qua có một bác là mang đến nhà em thì bảo là tôi mua cái loại này rẻ hơn. Thì các bác nhìn rẻ hơn 500 hay là đắt hơn 500 thì có khác nhau hoàn toàn không ạ? Khác nhau hoàn toàn các bác nhé. Cho nên là các bác mua hàng bên em là rất chi là yên tâm, lúc nào cũng là hàng loại đẹp nhất luôn. Đây em cho các bác cùng xem. Các bác mua hàng bên em thì các bác khi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đây rẻ hơn với đắt hơn có khác nhau hoàn toàn không ạ các bác? Đấy, nên là các bác mua hàng bên em là cứ yên tâm, không phải lo về chất lượng nhá, bảo đảm về chất lượng cho các bác luôn. Cầu bên em đây, cầu thì là gỗ xoan, rất chi là chắc chắn mà đẹp. Rất nhiều các bác nhá, rất nhiều đấy ạ. Thì bác nào mà mua số lượng nhiều thì cứ gọi điện đến số điện thoại bên em, sẽ tư vấn các bác cụ thể nhé. Còn đây là những cái dụng cụ nuôi ong. Dao thì toàn hàng đặt bằng thép thôi các bác ạ, càng dùng càng sắc luôn. Bác nào mà mua nhà em thì biết rồi đấy ạ, không bao giờ phải lo. Còn đây là cái dọ chúa, quản chúa, dọ chúa inox các bác nhé, kim di trùng. Bình khói, bình khói thì em cũng giới thiệu nhiều với các bác rồi. Bình khói là loại đẹp nhất luôn, dày dặn. Đây các bác này, những cái thanh chống nóng này rất chi là dày nhá. Nếu mà các bác mà dùng quen rồi thì các bác chỉ cần nhìn thôi các bác cũng biết là cái sản phẩm là nó đẹp hơn rồi. Còn đây là thùng ong bên em. Thùng thì thùng nuôi thì hoàn toàn bằng ván liền đấy các bác nhá. Thì cũng chuẩn bị là sắp tới cái vụ chia đàn của các bác là em cũng đã chuẩn bị rất chi là nhiều. Đây ạ. Cái thùng này thì có thể các bác nuôi được 6 cầu đấy ạ. Thùng tiêu chuẩn đấy các bác nhé. Tiêu chuẩn mà các bác vẫn thường hay dùng đấy ạ. Và đi theo cái thùng này là có một tấm ván ngăn. Còn những cái cầu này là em xếp vào trong đấy để cho các bác cùng xem thôi. Bề mặt là ván liền. Đấy, rất chi là đẹp. Thùng đây, em chất vào đây. Và bên trong kho là rất chi là nhiều. Và thùng quay mật nha các bác nhé. Thùng 2 cầu, 3 cầu, 4 cầu, 6 cầu. Và nhà em có cả thùng ong ngoại đấy các bác ạ. Bác nào mà cần thùng ong ngoại thì cứ alo đến bên em. Đây là thùng ong ngoại bên em nhé. Đây em quay cái thùng ong ngoại cho các bác làm xem. Đấy, cũng rất nhiều bác là cần cái thùng ong ngoại này. Thì các bác cần thì cứ liên hệ đến cái số điện thoại này bên em. Và bên em có cả cái đồ mũ bảo hộ để các bác đi thăm ong mật và đi khai thác ong mật các bác nhé. Mũ đây, mũ này là mũ mới, đặt vành rất chìa to, vành sắt đây các bác này. Đây là mũ bên em nhé các bác nhé. Mũ đây ạ, rất chi là rộng, cái vành này nó rộng hơn cái lần trước rất nhiều. Vành thì sắt, chắc chắn. Còn đây là áo liền mũ. Áo liền mũ nha các bác nhé. Màu dàn di. Áo là áo liền. Áo liền mũ đấy ạ. Rất dày dặn mà đẹp. Đằng trước hay là một tấm lưới tàng hình. Nhìn trong suốt luôn. Rất chi là đẹp nhá.
Thế các bác nào mà cần những cái sản phẩm bên em thì liên hệ với em qua cái số điện thoại này. Số điện thoại này thì có cả Zalo, Facebook, các bác có thể gọi xem hàng trước rồi mới đặt. Và các bác trước khi nhận hàng thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Bên em sẽ đảm bảo là bán y hình cho các bác. Các bác nhận và kiểm tra đúng như vậy thì các bác thanh toán ở bên Biêu Điện nhé. Phấn hoa, bột ngô bên em đầy đủ hết các bác nhé. Phương thức mua hàng bên em thì rất chi là đơn giản. Các bác chỉ cần nhấc máy và gọi lên số điện thoại này thôi. Một số điện thoại tin cậy thôi là các bác có thể đầy đủ tất cả những vật tư mà các bác cần dùng trong cái ngành con ong lội đấy ạ. Vâng, thì các bác xem cái video này mà cần những cái vật tư tốt như bên em thì bấm vào đăng ký và bấm vào chuông để theo dõi em. Mỗi ngày em sẽ giới thiệu với các bác những cái sản phẩm tốt nhất của bên em. Vâng, em chào tất cả các bác.